Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 13 giờ 20 ngày 7 tháng 6 tại ngôi nhà số 27 kiệt 28 đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng khiến hai vợ chồng tử vong. Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Dung sinh năm 1977. Theo những người hàng xóm, khi nghe tiếng kêu la phát từ ngôi nhà trên, họ chạy đến thì phát hiện chị Dung nằm bất động trên nền nhà, còn anh Lực, chồng chị Dung tử vong trong tư thế treo cổ. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng chị Dung đã tử vong sau đó. Nhận được tin báo, công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng nhanh chóng có mặt để tiếp nhận hiện trường và khám nghiệm tử thi. Theo hàng xóm, ông Lực và bà Dung đã có với nhau hai đứa con nhỏ. Do mâu thuẫn, hai người đã ly dị, nhưng còn tình cảm nên họ vẫn sống chung. Hàng ngày, hai vợ chồng mưu sinh bằng nghề bán sữa đậu nành trên vỉa hè đường Nguyễn Lương Bằng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.